Báo cáo với các anh em nhá. Đây là giải bóng chuyền ngày 30 Tết, giải bóng chuyền tại thôn An Ninh của chúng tôi, chân đầu nhá. Chân đầu công nhá. Giải to phết. Đây là thiết đầu công giải nhá. Anh làm trọng tài nhá, làm trọng tài nhá. Nha, đây là cặp đầu tiên ngoài sân. Đây là vòng loại. Giải này giải lẩu nhá nhá. Sẽ khó quá. Xem đội nào giỏi nhất. Mỗi cặp chúng tôi chỉ quay thế này thôi anh em nhá. Trong sân. Tất cả những người đánh đây là đứng ở đây nhìn rồi. Đánh một xét, đánh một xét 12 người. Một xét. Quá đấy. Chuyển lại Việt Nam nhé. Ok. Đây kèo thứ hai nhá. Mì tôm không trứng. Mì tôm không trứng. Đấy là chế thôi. Kéo hơn chứ nhiều. Giang anh ăn rồi. Tuấn ơi, vẫn không còn kèo nữa, 50 vàng nữa. Nào quên mất. Anh đá bên này mà. Ừ. Bên này nó được. Hai. 50 bàn. Đặc sản của tôi nhá. Ăn đánh chung 50 nữa. Thôi nhẹ thôi anh em ơi, nó chết rồi. Này khán giả này. Ăn thế nào được anh mà. Đây là bánh xoay vòng nhá. Vẫn còn 50 bằng nữa đây. Đấy. Đây là Tống Giang ở Thúy Quyền. Ngoài cái bậc tiền không được cái anh này. Tấn Quang luôn. Ngoài thì mẹ phải ngoài Tống Giang. Thời gian có hạn nên là mỗi một trận, mỗi một kèo chỉ đánh nhá. Chỉ quay được 2 phút thôi. Đừng đánh cho Quyền, đánh cho hết sạch. Ok. Kéo chân. Chân nó rồi. Chơi luôn đi. Tôi châu bò này. Thôi thế giải 3 đi, biết đi. Giải 3 có 4 thôi, giải 3 thôi. Nhất nhì 3, khuyến khích. Có 3 mà.
Chỉ có 4 năm mà đéo có gì thôi. Không có, có 5 chục. Bọn là bọn B3, 4 thì tôi cho anh hấp à, đánh thì hết mà. Khuyến khích gì? Khích đéo cho thua cay. Không, cay thì... Thua là thua phải giá nó khác. Đó mà đôi này hủy được đôi kia thì sau mình gặp thì tự tin lắm anh Trung ạ. Hủy bình thường thôi. Bình thường thôi này, hủy đi, hủy đi. Chúng mày hủy đi thôi. Không. Hủy đi, hủy đi, hủy đi để sau mày kèo này mày hủy cả đôi này nữa. Kèo này là anh em mình nhăn chặt. Giang đi ra. Hủy đi, hủy đi, hủy đi, hủy đi. Sao mày hủy cả đôi xong rồi thôi. Con nặng Trung này ván này thì từ hôm gãy xương về án giờ quánh ghê rồi. Kéo rồi, xin kèm kèm đôi này vào với nhau. Này phải cho phong ông đích ở bên nhỉ. Thì mới được. Ngoài. Ngoài đây. Hai con lợn này. Thôi bảo đội kia nhận thua đi, đánh sắc khác. Ơ Quyền ơi, tương lai là đội đấy là gặp một thế hai phong rồi. Một thắng một thua rồi. Thì vẫn phải gặp hết lượt. Ăn đi. Bóng xoáy có đánh luôn rồi. Gió lên trên nó liệng. Đến đầu nó dọc mẹ ra. Ui. Sao chán đây. Như thằng nào thắng hai trận là mút. 6-1. Ngoài sân. Thua đây. À thế bây giờ đội này bị loại nữa là ok này. Đội nào? Ừ, đội này loại lưỡi là nhẹ nhàng. Đây là kèo thứ tư nhá. Đúng rồi. Con này cũng có giải gì rồi. Kèo này đội Văn Phong này vừa thua một trận rồi. Phong này cũng có giải nhá. Đội này anh đánh cửa hồng đi. Đấy, thằng này thắng hai trận rồi, mặt vênh lên. Quất vào làn. Không được, không được, không được. Không có giải nhá, Phong này không có giải gì cả. Kèo thứ 5 nhá. Đến phút này là đi được nửa đường rồi. Ngoài sân, ngoài sân. Gió quá. Hả? Tí thôi em đánh anh quay em Phan. Ừ. Tí đánh em quay cho em Phan. Có quay rồi, có chú có quay rồi. Mỗi đội quay một tí. Ừ, mỗi đội quay một tí mà. Cái cổ. Đâu à? Mấy là dính mép kìa. Kìa, hay quá. Tổ chức Sơn rồi. Hay thế nhỉ? Sơn! Dạ, yeah, vẫn còn. Cố lên ông Quyền ơi! Ông Quyền Sơn cố lên đi! Bóng hồng đi qua. Đúng góc chữ A. Ok ok. Đâu? Bây giờ bên đấy thua là vẫn cơ hội ngang nhau. Bên đấy. À, ừ, cơ hội ngang nhau luôn. Kia thua thì nó chỉ cần thắng trận là được rồi. 5-4.
cặp ghép cặp kèo xéo 6 nhá. Chính thức có đội được 3 con 0 rồi. Đây giải 5 ăn chắc giải 5 rồi nhá. Hay ba đội thông rồi. Vận động viên ăn chắc giải 5 nhá. Đấy. Ok. Thế lại mãn được à? Bỏ. Đưa thế này này. Gió, thời tiết rất là gió này. Ra là các vận động viên đánh hơi khó. Hay thế nhỉ, Tuấn đánh hay phết này. Ôi đấy ngoài nhiều thế rồi. Mà là vòng 2. Gãy cổ. Trận này trận nhà nhì ba nhá. Trận nhì ba. Trao giải nhá. Giải mấy, giải mấy? Giải 2. Giải 2 à? Giải 3 to quá. Giải 3 được game 100 rồi, thua rồi. Có giải nào, nó ra đây xếp hàng đây để trao giải nào. Chơi mình nhá. Mít bò cầm nó bắt rồi, bắt kéo giải mít. Cầm này quay rồi, bắt kéo giải nhá. Quay đúng ngày nhá. Đây đúng quay ngay ngày nhá. Đây rồi. Rồi đây. Nào đây tao giải nào. Nẹt thế. Ba là 100 đúng không? 200, 2 và 4 đấy. 2 và 4. Kia là 1 là 1 là 3 3 5 nào ấy. Đó, đấy là 5 là 5. 2 3 4. 2 3 4. Rồi. Đưa 200 đây. Là 3 đúng không? Ừ, 2 nữa. 3 này. Ừ, cứ xin 2 tầng đi. Từ đã. Kệ hộ á. Chia. 3 nhá. 1. Giải 3 đây, đồng giải 3 đây. 3 năm à? 3 to quá. 3 mới được 1,200. Ừ nhỉ. Cái này muốn như nào đóng 150 thì đòi được. Đâu bảo 150. Đây con xoay giải 4 đây. Đây là 150. Giải 3. À giải nhì. Giải nhì. Giải nhì đấy. Giải 4 à? Giải 3 to mẹ bằng giải ấy. Đây là 250 kia đây. Xong đây. Đổi 250, đổi 250. Giải nhất thôi, chỉ tranh được 1, giải 3 chỉ được 1. Không, giải 3 đang nghĩa được khuyến khích. Như giải khuyến khích.
trăm này là anh đấy là đi thôi. Cả thịt gà thôi. Đây đây mình phải đánh 150. Ừ. Vâng, mình nửa đây. Bây giờ như này là mày đánh lại. Nét anh bị thì nét không? Quá luôn. Thế bây giờ anh đưa cho mày iPhone 13. Em trả lại anh 150. 150 là hết là 50. Ừ. Bây giờ mình trả lại 150 đây. Anh bị cầm đi. Quay. 150 là xong đúng không? Xong đúng không? Bây giờ đưa 50 của anh nữa. Ok ok. Xong nhá. Ok ok. Xong rồi. Ok.